Con chào thầy. Hôm nay lên muộn đấy con, sao mấy hôm nay lên muộn thế? Sao mấy hôm nay lên học muộn thế? Buổi sau nhớ lên đúng giờ nhá. Buổi sau lên muộn quá 5 phút là thầy sẽ không dạy nữa được chưa? Ok rồi, buổi trước thầy có những từ mới nào nhỉ? Buổi trước thầy có những từ mới nào nhỉ? Có những bài tập nào về cho con nhỉ? Viết bài ạ. Viết bài. Viết bài như thế nào nhỉ? Từ mới như nào? Chép. Chép từ mới ạ. Ok, đọc thuộc cho thầy các từ mới nào. Ack là gì nhỉ? Hỏi ạ. Hỏi này. Tiếp, còn từ nào nữa không? Carry. Carry là mang theo. Carry là mang theo này. Gì nữa con nhỉ? Không ạ, mỗi hai từ thôi. Mỗi hai từ thôi. Ok rồi, ngoài ra còn gì nữa không? Ngoài ra còn bài tập gì khác không? Ngoài ra còn bài tập nào khác không con? Nè không. Ok. Con nghe được không nào? Có. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ sang một unit mới được chưa? Ok, today we will study unit 29 about us. Unit 29 about us. About us là gì con nhỉ? About us là gì đấy? Không biết, không hiểu. Không hiểu nghĩa. About us là về chúng tôi. Được chưa nào? Ok. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đầu tiên của unit 29 được chưa nào? Vâng ạ. Okay, now A. Look at the pictures. Complete the sentences. Okay, now look at the pictures and complete the sentences. Bây giờ hãy nhìn vào các bức tranh và hãy hoàn thành cho thầy thành các câu bên dưới được chưa nào? Thầy sẽ hỏi và con trả lời nhá. Ở trong trang nghe trả lời. Ok, trả lời những câu hỏi ở trên trước được chưa? Trả lời 5 câu hỏi phía bên trên trước và trả lời trong tranh sau nhá. Ok. Ok, so do you like music? No. No. No I don't. Ok, no I don't. So do you like singing? Do you like singing? Yes. Yes, I do. Okay. So when do you sing? When do you sing? Vậy thì khi nào con sẽ hát? Đi học hát. When I study music. Thanks. When I study music. Yes. Now, when I study music. When I study music. Okay, so where do you sing? Vậy thì con hát ở đâu? Where do you sing? Ở lớp ạ. Ở lớp là gì nhỉ? It's classroom. Okay, in classroom. And are you good at singing? Are you good at singing? Con có giỏi về hát không? No. No. Don't. Okay. Rồi, vậy là thứ nhất là con không thích âm nhạc này. Và nhưng con lại thích hát đúng không?
không thích âm nhạc nhưng lại thích hát này. Và khi hát là hát ở trong giờ âm nhạc trên lớp này. Và mình hát sẽ hát ở trên lớp này. Và không giỏi về hát lắm đúng không? Ok, thế con giỏi về gì? Giỏi về gì? Con không biết. Con giỏi về gì? Thử nghĩ xem nào. Thể dục. Toán, văn. Thể dục. Ok, thể dục. Tiếng Việt hay chính tả? Tiếng con không giỏi. Hẳn. Toán thì con bình thường. Ok, khoa học. Con không học môn khoa học. Ok, lên lớp 4 sẽ học khoa học. Lúc đấy gọi là môn tự nhiên và xã hội nhỉ? Đúng không? Có môn tự nhiên và xã hội đúng không? Vâng. Ok, có giỏi môn đấy không? Con cũng bình thường. Ok, rồi. Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh này. Nhìn vào bức tranh và trả lời cho thầy câu hỏi. Is the man good at singing? Well or badly? Is this man good at singing? This man. Is he good at singing? Anh chàng này hát có hay không? No. Well or badly? Badly. Ok. Khi mà mình trả lời với badly, mình sẽ trả lời là that man sing very badly. That man sing very badly. Anh chàng này hát làm sao nhỉ? Rất khá. Rất là dở đúng không? Rất tệ. Rất là tệ, rất là dở đúng không? Cho em mượn người nước. Vâng. Ok rồi. Thì bây giờ hãy nhớ cho thầy. Hãy nhớ cho thầy khi mà câu hỏi là good at gì đó được chưa? Giỏi về cái gì đó. Thì mình sẽ nói là nếu như mà giỏi thì sẽ là well. Không giỏi thì sẽ là belly. Ok? Ok, đã hiểu cách sử dụng chưa nào? Nhớ là khi nào mà hỏi, có người nào đó hỏi về mình giỏi về cái gì đó, nếu như mình giỏi thì mình sẽ nói là well. Mà mình không giỏi thì mình sẽ nói là belly. Ok? Ok, so any question? Có câu hỏi gì cho phần này không con? Có từ mới nào không? Ok, so now we move to the next part. Ok, so now move your hands quickly. Move your hands quickly. Ok, now move your hands quickly. Quickly. Hãy di chuyển cái tay của con nhanh nào. Ok, slowly. Quickly. Slowly. Quickly. Ok, very good. Ok, rồi. Move your hands là di chuyển tay của mình. Nhanh thì sẽ là quickly. Chậm thì sẽ là slowly, ok? Rồi ạ. Ok, so now move your head slowly. Move your head slowly. Di chuyển cái đầu mình thật là chậm nào. Ok. So, is the man driving slowly or quickly? Is the man driving slowly or quickly? This man. Slowly. Ok. That man is driving very slowly. Slowly. Ok, vẫn nhớ cấu trúc là that man với câu hỏi là man. That man is driving very slowly. Người đàn ông này lái xe làm sao nhỉ? Xe rất chậm.
Ok, chậm hơn cả con gì kia nhỉ? Chậm hơn con gì kia? Rùa. Ok, ông ấy có nhìn thấy con rùa nó chạy 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 chưa ông ấy đúng không? Ok, now the vocabulary. Chúng ta có từ mới. Phần ngữ pháp được chưa? Phần từ vựng. Chúng ta có slowly và quickly. Quickly. Ok, slowly là? Chậm. Ok, pick up your books slowly. Mở sách chậm á. Ok, nhớ cái quyển sách này chậm này. Open your book quickly. Mở sách nhanh á. Ok, say hello slowly. Xin chào rất chậm. Ok, nói xin chào chậm được chưa? Dạ. Ok, now put up your hand quickly. Put up your hand quickly. Hand. Lắc bàn tay rất nhanh. Put up. Cho tay lên nhanh được chưa? Đưa tay lên nhanh. Ok. Khi mà mình muốn nói làm cái gì đó nhanh thì sẽ nói là quickly. Chậm thì sẽ là gì? Slowly. Okay, very good. Okay, now type B. What do you think? Write yes or no. Okay. Okay, what do you think and write yes or no? Ở đây chúng ta có 7 câu và bài này mình sẽ viết yes hoặc no được chưa nào? Con sẽ đọc cho thầy 7 câu này và cho thầy xem là có bao nhiêu đáp án con trả lời là yes, bao nhiêu đáp án con trả lời là no, okay? Được chưa nào? Cái này thì sẽ tùy theo cảm nhận của con nhá. Được chưa nào? Con rõ chưa? Ok, vậy cùng làm cho thầy nhanh trong vòng 7 phút nào. 5 phút thôi. Ok, 5 phút. Câu này rất là dễ đúng không? Quá. Ok, làm xong nhớ bảo thầy nhá. Vâng. Thế có xong rồi. Wow. Okay, number one. People in my country drive slowly. No. Okay. Everyone in my family talks quietly. No. Okay. Number three. I always carry things carefully. Yes. Okay. My parents dance very badly. Yes.
Our teacher sings very well. No. Oh, okay. Our class is learning English very quickly. No. Okay, and music is better when people play it loudly. Yes. Okay. So how many yes and how many no answers? Vậy thì con có bao nhiêu câu trả lời là yes và bao nhiêu câu trả lời là no đây? Hai câu trả lời yes. Okay, hai câu trả lời là yes đúng không? Và bốn câu. Thầy thầy như thế trả lời là ba câu chứ? Ba câu yes. Con ờ đúng rồi ba câu. Okay, câu số 3, số 4, số 5 đúng không? Vâng. Okay. Rồi, đầu tiên chúng ta có cấu trúc là My dad is careful driver. Okay, my dad is careful driver. Tức là bố của tôi lái xe rất là cẩn thận. Okay, now which two letters do I add to carefully? Yeah. Okay. Yes. Vậy thì với cái từ carefully này thì thầy sẽ thêm cái gì để cho nó tăng cái sự gọi là cẩn thận của bố mình lên nhỉ? My dad drives careful. Careful gì nhỉ? Không biết. Nhìn giống như bên trên thôi con, nhìn những giống như những câu bên trên thôi. Xem những chỗ gạch chân ấy thì thêm chữ gì đấy? Loudy. Thêm chữ gì ở cuối nhỉ? Thêm đuôi gì? Đuôi ly. My dad rides carefully. Carefully ở trong trường hợp này là trạng từ được chưa nào? Ok, ở đây chúng ta có một cái quy tắc là tính từ sau đó đến danh từ. Tính từ là careful. Tính từ ở đây là careful. Ok, danh từ là driver. Driver, ok. Nhưng mà ở đây chúng ta viết sang câu có chuyển carefully thành trạng ngữ. Trạng từ thì mình sẽ thêm đuôi ly là carefully. Thì mình sẽ không sử dụng thêm ở đằng sau trạng từ carefully này là một danh từ nữa, mà mình sẽ để đằng trước nó là động từ. Được chưa? The driver là danh từ, còn drives là động từ. Và động từ thì sẽ đi phía sau là một gì danh nhỉ? Từ. Sao động từ mà con? Tính từ ạ. Không, động từ cơ, động từ chứ không phải là danh từ. Sau động từ là một trạng từ. Được chưa nào? Sau động từ là đến một trạng từ. Còn sau danh từ, trước danh từ thì là một tính từ. Chúng ta nhớ cấu trúc là tính danh động trạng. Được chưa nào? Ok, đã hiểu chưa nào? Với các tính từ thì mình sẽ muốn chuyển nó thành trạng từ thì mình sẽ thêm đuôi ly. Đuôi ly được chưa? Vâng. Ok. Ok, now. There is one word in B that tells us how someone does something but it doesn't have ly at the end. Ở trong cái bài B, trong cái 7 câu trên kia có một câu á mà nó không kết thúc bằng đuôi ly. Vậy là từ nào? We. Từ nào nhỉ? Từ we ạ. Ở câu số mấy? Câu số 5 ạ. Ok, là well. Thì nó well mà. Well, ok chưa nào? Well là một trạng từ mà nó không kết thúc bằng đuôi ly. Ly. Nhớ nhá. Có một số trường hợp đặc biệt như vậy được chưa? Vâng ạ. Ok.
Bây giờ hãy chuyển cho thầy câu bên dưới này. My favorite band make good music. They play music very, very gì nhỉ? Con sẽ điền từ gì vào đây được nhỉ? They play music very. Con sẽ điền gì ở đây? Con sẽ điền từ gì ở đây? Con biết. Nào, cái từ nào mà không có đuôi ly ấy? We. Wow. Wow. Okay. My favorite band make good music. They play music very. They play music very. We. Very well. Okay. Very yes. Well. Okay. 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 We don't say goodly. We say well. Chúng ta không sử dụng, chúng ta không nói là goodly. Good là tốt đúng không? Good là tốt. Nhưng mà chúng ta không nói là rất tốt. Mình không sử dụng là goodly. Mà mình sẽ sử dụng là well. Được chưa nào? Ok, ghi lại cho thầy câu bên dưới này nè. Câu bôi đỏ này nè. We don't say goodly. We say well. Ghi lại vào vở giúp thầy nào. We don't say goodly. We say well. Ok, nhớ cho thầy được chưa nào? Chúng ta sẽ không nói là goodly, mà chúng ta sẽ nói là well. Ok? Ok. Ok, nhớ nhá. Nhớ không được nhầm khi mình nói goodly nhá. Ok. There are three pairs of opposites here. Ở đây chúng ta có ba cặp từ mà nó trái nghĩa với nhau. Hãy thử tìm giúp thầy xem là những cặp từ này nó trái nghĩa với nhau như thế nào. Cặp từ nào trái nghĩa với nhau với những cái từ ở trên này nhá. Con xem cho thầy xem là có những từ nào cặp từ nào nó trái nghĩa với nhau. Như vừa này chúng ta có cặp từ quickly với quickly với gì nhỉ? Slowly. Ok, có slowly, quickly. Gì nữa nhỉ? Gì nữa ở đây? Ở đây nó nhìn thấy hai từ. Carefully. Carefully với gì nhỉ? Badly. Ok, badly. Chúng ta có quietly với lại loudly. Đi. Và badly với lại we. Oh, well. Ok. Đọc là well nhá. Vâng. Ừ, nhớ cho thầy là well đừng we nhá. We lại là vâng. Danh từ mất rồi. Vâng ạ. Ừ, ở đây chúng ta có ba cặp từ đối nghĩa nhau. Được chưa nào? Slowly là chậm. Gì con nhỉ? Chậm này. Chậm ạ. Quickly là nhanh ạ. Ừ, quietly. Quietly là gì nhỉ? Quietly là yên tĩnh, được chưa nào? Vâng ạ. Ok, còn loudly là kiểu như là to ồn ào, được chưa? Vâng. Còn badly là gì nhỉ? Bad. Bad. Badly. Badly là gì nhỉ? Là gì con nhỉ? Badly.
Badly là gì nhỉ? Là gì đấy? Badly là gì nhỉ? Không biết. Ok, trái nghĩa với lại well. Well là tốt. Vậy còn badly sẽ là? Xấu. Ok, không, không tốt được chưa nào? Ok chưa nào? Rồi ạ. Ok, rồi. Ok, now we move to talk the past C. Five words that start with these letters and the picnic picture. Ok, bây giờ hãy nhìn giúp thầy này. Hãy nhìn giúp thầy vào cái bức tranh picnic này được chưa? Và tìm cho thầy các cái từ, các cái từ mà nó có liên quan đến các cái đồ vật trong này mà nó. Đầu tiên này, I can see something in the picture begins with G. You can play music on it. What is it? Thầy nhìn thấy một vài cái đồ gì đó ở trong bức tranh mà bắt đầu bằng chữ G này. Và nó có thể chơi nhạc. Vậy thì nó là cái gì đấy? Cái gì mà có thể chơi nhạc được nhỉ? Ở trong trong bức tranh này này. Radio. Ok. G mà còn âm G. Âm G đầu tiên cơ. Radio là âm R đầu tiên mất rồi. Âm gì nhỉ? Âm gì ở bắt đầu guitar, bằng? Guitar. Ok, đọc là? Guitar. 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 Utah. Utah. Ok. Utah là bắt đầu bằng chữ? Chữ? G. Ok. Now, tiếp nào. Something that you can take the park and fly that begins with K. It can fly. What is this? What is this? What is this? Something that you can take to the park and fly that begins with K. Báo là cái gì? Sao con? Sao nào, sao nào? Con không biết từ... Cái đồ vật này á, mà con có thể mang ra được ngoài công viên, mà con có thể thả cho nó bay, vậy nó là gì? Diều ạ. Diều là kai. Gì nhỉ? Ok, kai. This is kite. Kai. Ok, and now, I can see something at the back. Cow, it's cow. Ok, this is... No. This is cattle. Con bò không mà thầy. Ok, hãy nhìn giúp thầy này. I can see something at the back of the door. Ở phía cuối của bức tranh được chưa? Con bò này ngay gần đầu đây rồi. Đây mới là cuối này. Được chưa? Tiếp này. Mà... It's big and old. Nó to lớn này. Và nó rất là cũ kỹ. Đúng không? Nó to lớn và nó cũ kỹ. Vậy thì nó là castle. Castle là gì? Kia. Nào, castle mà con, có phải old đâu. Cái này là castle này. Vậy nó là cái gì đấy? Castle là gì nhỉ? Castle là lâu đài được chưa? Vâng. Castle là lâu đài. Biết nào? Ok, thầy đọc cho con biết nha. C A S C A S T L E C A S T L E Castle Castle Cái gì ạ? C A S Rồi ạ. T L E T L E Rồi ạ. Ok, Castle là lâu đài. Castle là lâu đài được chưa?
Rồi ạ. Okay. Okay, so now let's find the two more things that begin with C. Bây giờ hãy tìm cho thầy này. Bây giờ hãy tìm cho thầy nào. Okay, now the two things that begin with C. Hai cái đồ vật mà nó bắt đầu bằng chữ C. Cow. Okay, this C. Is cow. Cow and what is this? Cốc. What is this? Mình chụp ảnh bằng gì nhỉ? Mình gọi là chụp ảnh. Là cam. Cam gì nhỉ? Camera. Camera. Okay, đầu tiên là cow, tiếp theo là camera. Camera. Okay. Tiếp đến là gì nhỉ? Tiếp đến là gì mà bằng C ở đây nhỉ? Ở đây này. Ở đây có rất nhiều cả bằng đuôi chữ bắt đầu bằng chữ C này. Xe. Ô chờ. Gì đây con? Gì đây? Taxi. Ok, ô tô là gì? Ô tô là car. Car. Ok, now the three things that begin with D. Rồi, giờ tìm tiếp cho thầy ba đồ vật nó bắt đầu bằng chữ D nào. Duck. Duck. Duck là gì? Vì duck. Okay, duck. This is duck and dog. Duck. Okay, gì nữa? Cái con búp bê này này. Duck. Con búp bê là gì nhỉ? Yeah. Okay. Tiếp nào. The three things that begin with P. Ba đồ vật nó bắt đầu với P nào. Ba đồ vật nó bắt đầu với P. Cái gì nhỉ? Ba đồ vật bắt đầu với P này. Để nhìn giúp thầy xem nào. Thầy đưa cho con một gợi ý đầu tiên này. Một gợi ý đầu tiên này, nhìn thấy chưa? Thầy khoanh vào rồi đấy. Đâu. Con gì đấy? Bè. Con gì nhỉ? Panda. Ok, panda. 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 Ok, là con gì? Ngầu trúc ạ. Rồi, vậy bây giờ tìm tiếp cho thầy nào. Tìm tiếp thầy hai cái còn lại bắt đầu bằng chữ P. Cái radio đọc như nào? Radio, nhưng mà nó bắt đầu bằng chữ R chứ không phải là chữ P. Không biết. Tôi thử xem thế nào, bắt đầu bằng chữ P. Ở đây có rất nhiều. Đàn, cái đàn kia đàn gì? Đàn nào con? Cái đàn mà một cậu bé đang đánh là đàn. Ok, thầy chả nhìn thấy cái đàn nào luôn á. Này này. Cái đàn mà các bạn áo đỏ đúng không? Vâng. Đấy là guitar mà. Guitar bắt đầu bằng chữ G rồi mà. Bằng chữ P mà con. Tìm chữ P nào. Tìm chữ P xem đây có gì nào. Hãy nhìn vào áo của bạn màu trắng nào. Đây là quả gì đây? Quả gì nhỉ? Dưa. Quả dứa. Quả dứa là gì? Quả dứa là gì nhỉ? Quả dứa là gì đấy? Mấy cái đọc. Pineapple. 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 Pineapple.
Okay, pineapple. Nè, pineapple. Là quả dứa được chưa? Okay, tiếp đến là what is this? Những cái cây bụi này. Những cây bụi này là gì đấy? Ồ, những cái cây này mà. Grass. Những cái bụi cây này mà con, bụi cây chứ không phải cỏ. Mà này khó đấy. Đấy mà con, nó chỉ liên quan đến ba âm là CDP thôi mà. Ok, vậy thì thầy sẽ cho con về nhà tìm xem cái bụi cỏ đấy là gì nhá. Được chưa? Về nhà tìm cho thầy xem là cái bụi cây, cái bụi cỏ bên đường ấy. Được chưa? Yeah. Ok, rồi. Vậy thì ở đây con có câu hỏi gì cho phần này không nào? Hay có từ mới nào không? Từ mới con viết rồi. Từ mới con viết rồi. Ok, thế ở đây có từ mới nào không? Không đúng không nào? Không có đúng không? Ok, rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc buổi học tại đây được chưa nào? Dạ. Ui, nghe thấy được nghỉ học một phát là thích lắm. Nhờ? Đúng không? Thầy đã rửa bát chưa? Rồi. Thầy chưa tin lắm. Thầy chưa tin lắm. Ừ. Rồi hôm nào cũng lên học ngoan như này nhá. Lên thầy hỏi cái gì không biết thì bảo thầy luôn được chưa? Chứ không ngồi lì ra như buổi trước nhá. Ừ, buổi sau còn có nhiều trò chơi lắm ấy. Thích không? Thích không? Nhiều trò chơi mà. Sao không thích? Buổi sau nhiều trò chơi thích lắm nha. Và thầy dặn là buổi sau thì nhớ lên sớm giúp thầy nhá. Đến chuẩn bị trước 5 phút để xem mạng nó có ổn định không được chưa, chứ không được lên muộn như hôm nay nhá. Hôm qua hôm nay lên muộn quá được chưa? Ok rồi. Goodbye. Bye teacher. Nhớ chuẩn bị bài tập về nhà nhá. Vâng.